Chào các bác nhá. À, xin giới thiệu với các bác chi tiết cái bình xịt khói để phục vụ cho anh em nuôi ong lấy mật nhá. Anh em khai thác ong mật và giới thiệu chi tiết cho các bác cái bình xịt khói nhá. Cái bình này ấy, là chất liệu bằng inox nhá. Inox hàng này là hàng nhập khẩu hàng Đài Loan nhá các bác nhá. Hàng nhập khẩu Đài Loan chứ không phải là hàng gia công ở Việt Nam đâu. Hàng gia công Việt Nam thì nó không được chắc chắn và không được đẹp như này đâu nhá. Đây, đây là cái này là cái bầu thổi gió này, khí này. Khi các bác bóp ấy, thì nó sẽ thổi khí qua cái lỗ dưới này, đây, con lỗ dưới này. Nó có tương đối cái khí này, con lỗ này này, đấy, con này. Và đưa vào cái bình ở trong này, đưa bình trong này. Và bình trong này mình sẽ đựng để nguyên liệu trong này nhá. Nguyên liệu trong này là mùn cưa hoặc là chấu, tùy theo các bác nhá. Các bác bật nắp đây này. Đây, bật nắp đây. Đây nó có cái đai sẵn rồi các bác rồi, bật ra nó không có rơi mất cái nắp đâu. À, phía trong nhá. Phía trong thì sẽ có một cái khay. Một cái khay nhá. Đây, phía trong có một cái khay như này. Thì các bác về các bác bẻ chân nó lên. Bẻ chân nó lên để cho nó tạo lên cái độ cong nhá. Đấy, cái độ cong. Để tạo ra cái độ đứng đấy, để cho nó chống lên đấy, các bác bẻ chân lên. Đây, các bác bẻ chân lên nhé. Các bác thả ở dưới, thả ở dưới. Rồi, thì nó sẽ tạo ra cái khoang trống nhá. Ở dưới này nó sẽ tạo ra khoang trống như này. Để khi mình thổi hơi nó sẽ vào đây. Và phần trên này là các bác bắt đầu bỏ nguyên liệu vào nhé. Bỏ nguyên liệu vào như là chấu hoặc là mùn cưa. Chấu hoặc mùn cưa các bác nhé. Nhưng các bác lưu ý này, đây là cái miệng của nó này. Các bác có bỏ vào này, các bác bỏ thấp thôi. Các bác bỏ thấp xuống dưới này, cách khoảng 5 phân nhé. Các bác lưu ý đấy, bỏ chấu hay là ấy vào thì cách cái miệng trên cùng này khoảng 5 phân này. Các bác đừng có cho đầy quá nhé, cho đầy quá nó không tốt, lượng khói ra nó ít. Đây, các bác đút tờ giấy vào nhóm, xong bắt đầu đổ mùn cưa hoặc là đổ chấu vào nhé. Là các bác đậy nắp lại là đã tiến hành nó cháy trong đấy rồi. Thì khi dùng được các bác bóp vào đây, các bác thổi đây nhá, vào đây thì là sẽ khói nó sẽ phun ra ngoài này. Đó. Cái đồ này thì các bác làm phải nhẹ nhàng một chút, tại vì bản chất là con ong ấy, khi mình động cho nó thì mình phải làm rất là nhẹ nhàng. Nếu mình mà làm mạnh quá là nó cáu thì kiểu gì nó cũng cắn, nó kiểu gì nó cũng đốt nhá. Thế còn bạn khi mà ong mật ấy, bản chất là ong ấy mà nó có ngửi một chút mùi khói hay mùi cháy một cái là nó sẽ dạt ra ngoài ngay nhá các bác nhá. Nó sẽ dạt ra ngoài ngay theo cái tính bản năng của nó. Thì các bác chỉ cần bịt cho nó 2-3 cái thôi là các bác ong nó sẽ dạt ra hết các bác theo hồ này, theo hồ khai thác nhá. Đấy. Đây là cái bình xịt ong. Bình xịt ong nhá. Bình hun khói để cho các bác khai thác ong mật nhá. Đây. Đây là cái bầu bao tử phun để bóp hơi này. Và lưu ý các bác hàng này là hàng đẹp, hàng Đài Loan nhá, hàng Đài Loan đẹp, không phải hàng gia công Việt Nam đâu. Hàng Đài Loan đẹp á, rất là bền, chắc chắn. Inox 304, inox 304 hàng xịn. Nha các bác nhá, inox 304 hàng xịn, hàng rất là đẹp. Nha các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với lại shop Tân Ánh nhá, shop Tân Ánh đến từ Tân Yên Bắc Giang. Là các bác alo trực tiếp đến cho shop hoặc là các bác gọi vào số điện thoại ở phía dưới mà tôi để bên tiêu đề nhé, hoặc là cái số điện thoại chạy trên màn hình, các bác gọi vào để alo trực tiếp để đặt hàng nhá. Cái này thì shop sẽ ship hàng COD, ship hàng COD cho các bác đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn nhé các bác nhé. Nhận hàng này, kiểm tra hàng, thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn. Và shop sẽ gửi COD bao hết cước phí cho các bác, bao cước chuyển phát nhanh cho các bác. Các bác chỉ thanh toán tiền hàng thôi nhé. Các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên dưới màn hình nhé. Shop Tân Ánh mong được phục vụ các bác giải đâu nhé. Đây cái mẫu bình phục khói. Rồi xin chân thành cảm ơn anh nhé. Shop bán hàng là trên video thực tế, sản phẩm có như này. Đây, quay chi tiết cho các bác xem. Hàng inox có khung thép ở ngoài bảo vệ. Các bác nhận hàng, bóc hàng ra, kiểm tra đúng hàng như này, ưng ý là các bác nhận hàng và thanh toán tiền. Ngoài mẫu bình ra thì shop còn có cả dao cắt nữa các bác nhé.
dao cắt miệng, dao cắt miệng để cho các bác đi quay không. Đây, cái dao này rất là bén, hai lưỡi luôn, hai bên là bén. Hàng này là hàng chuyên dụng, được đặt thợ rèn làm cho thợ, được thợ rèn làm cho anh em khai thác ong chuyên nghiệp nhé. Cho các bác làm thợ ong chuyên nghiệp dùng con này rất là ưng ý. Đây còn dao này, các bác nào có nhu cầu thì bảo shop luôn nhé, shop sẽ ship cùng với hàng này luôn. Ngoài ra thì còn có cả các áo, các mũ để các bác bảo hộ, để các bác nuôi ong, khai thác ong nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em nhé. Anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Các bác theo dõi clip trên kênh YouTube của shop thì các bác vui lòng bấm nút đăng ký ủng hộ kênh, thì các bác sẽ theo dõi được những video mới mà shop đăng tải giới thiệu sản phẩm mới cho các bác nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn.